Hello, chào các bạn, mình là Thành Sunny và ngày hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với các bạn một trong một cái video liên quan cái nồi cơm điện như lúc đầu các bạn đã xem trong video này. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái nồi cơm điện nha các bạn. Thì nồi cơm điện thường nó bị hư, thì thời sơ khai mà các bạn sử dụng thường nó sẽ hư một cái con gọi là điện trở nhiệt. Hay tụi mình đôi khi tụi mình gọi nó với cái tên là cầu chì. Nhưng mà con này thì đã bị can thiệp và vì thế nó hư khá là mạnh. Và vì thế ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn cái video này để các bạn sử dụng cách an toàn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân nha. Như các bạn đã thấy ở đầu video thì các bạn nhìn thấy không? Cái đáy nồi này này nó bị nấu tới mức mà quá nhiệt và nó bị nứt luôn như thế này. Chứng tỏ là tình trạng rất là nặng các bạn. Thì cái này thì phần lớn là mình mà sử dụng gia đình ít khi mà mình tái sử dụng con này lắm. Nếu các bạn nhìn thấy cái đế của nó này nó đã bị chảy nhựa. Thì nguyên tắc tại sao bị chảy nhựa như này ha? Thì tại vì khi mà chúng ta nấu cái này này nó đun liên tục thì nó nóng quá. Mà nhựa này nhà sản xuất họ sẽ sản xuất làm sao cái nhựa này này ở một cái mức độ nhiệt độ nào đó thì cái chi tiết này nó sẽ chảy nhiệt. Và khi họ thiết kế cái nồi này rồi á, họ tính toán là cái nhiệt độ nào đó phù hợp đối với cái nồi này là giả sử là 120 độ C chẳng hạn. Thì cái thiết kế cái này cũng là 120. Nếu mà cái nhiệt độ cái này mà quá hơn 120 thì cái này nó sẽ dẫn tới bị chảy như cái này các bạn. Thì các bạn nhìn thấy ở phía dưới đáy nồi này, các bạn nhìn thấy chi tiết nào này, nó đã bị cong luôn ha. Nó bị cong luôn. Thì chi tiết này lúc đầu là nó sẽ thẳng để mục đích nó tựa vào cái chi tiết này này các bạn này. Tựa vào chi tiết này và nó sẽ có vặn ốc vào ha. Nhưng mà nó đã bị cong luôn rồi và thậm chí là nồi nó nóng quá nó tựa xuống và nó đã bị chảy luôn ha. Phía dưới này chính là cái bộ phận cuộn, một cái cuộn dây để cắm ha. Thì tại sao nó bị như vậy ha? Đầu tiên mình sẽ chia các bạn nguyên nhân để các bạn sau này khắc phục ha. Các bạn nhìn thấy vị trí này này. Vị trí này chính là cái vị trí mà trước kia nó sẽ có một cái con điện trở nhiệt các bạn. Thì vị trí này đã bị nối tắt ha. Thì trước kia mình là người chủ động nối tắt con này. Nhưng mà mình không biết là đứa em mình nó dùng đó là nó tắt con này tại vì khi mà con này này bản chất là xong thời gian sử dụng á thì bản chất điện trở nhiệt là nó sẽ ngắt để bảo vệ an toàn cho cái nồi này này, tránh trường hợp nó bị cháy thì nó rất là nguy hiểm ha. Thì trường hợp cháy liên quan về nồi cơm điện thì theo mình biết là nó cũng đã từng xảy ra rồi nhưng mà trường hợp nó ít ha. Và khi mà nối tắt như này thì nhiệt độ của nồi này này nó nấu cao quá và nó không tự ngắt. Thường bản chất là cái nồi này này nó có cái con măng sông này này, con măng sông dưới đáy nồi này này, mình sẽ lật lại các bạn xem ha. Thì con măng sông dưới nồi này, con này này, về bản chất con này ha, nó có cái khả năng nó bật tắt, nó có khả năng bật tắt nhưng mà bây giờ hiện tại mình thấy là nó gần như nó bị cong luôn và nó bị cong luôn tại vì nồi này đã bị biến dạng và vì thế con này cũng đã bị cong. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái mâm nồi cái này vị trí nó đã bị chênh lên cao này và vị trí này thì nó vẫn còn ở dưới thấp, vị trí này ở trên cao rồi. Và cái mâm này nó bị hư khá là nghiêm trọng rồi. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì đứa em mình nó có một cái dùng đó là khi mà nấu thì các bạn biết rồi, các bạn khi gài nút thường chúng ta hay có cái tính đó là chúng ta gài cái nút này này, sau đó chúng ta hầm cái gì đó, chúng ta hầm liên tục. Mà khi mà nấu liên tục như vậy nó sẽ xảy ra một trường hợp đó là khi cái nồi này nó đun đủ nhiệt rồi thì nó đúng ra là nó sẽ chuyển qua cái chế độ đó là xong để mục đích là nó trung hòa và nó lấy cái nhiệt độ đó nó đun cái thức ăn ở bên trong này sau một thời gian để cho nó hài hòa. Nhưng mà khi chúng ta mà gài này liên tục á, nó sẽ dẫn tới một trường hợp đó là nó quá nhiệt cái chi tiết này và nó quá nhiệt thì nó sẽ dẫn tới là các cái chi tiết cơ khí này nó sẽ bị cong ha. Và vì thế đó là một trong những điều quan trọng ha, các bạn phải sử dụng ha. Thì phải biết rằng là khi các bạn gài cái nút này này, các bạn phải hiểu là gài, nhưng mà thực sự các bạn gài bao nhiêu đó, nhưng các bạn phải để ý. Tại vì thường các bạn khi nấu ăn á, các bạn hay quên cái việc đó là các bạn gài cái này này, gài cái nút nấu này ha. Các bạn gài cái nút nấu này, gài đi xuống. Ở chế độ nấu á là gọi là cook ha. Còn warm là chế độ ấm, thì chế độ warm thì nó ok rồi. Các bạn để các ngày không sao, nhưng các bạn mà nhấn nút cái này xuống chế độ cook như này thì nó chạy liên tục á thì nó sẽ rất là nóng. Và khi mà bên trong nồi á mà nó sưởi, giả sử cái nồi cơm các bạn nấu nước chẳng hạn, mà khi mà bên trong nó rất là đặc á thì nó sẽ dẫn tới là nhiệt độ bên trong nó rất là cao, và rất là cao thì
nó không thoát được nhiệt đâu, thì dẫn tới chi tiết này nó sẽ bị nóng ha. Tại vì khi người thiết kế họ sẽ biết cách là thiết kế cái nồi cơm á, làm sao khi mà nhiệt độ bao nhiêu thì cái này nó sẽ tự động bật cháy này. Tại vì cái nút, cái nút này bên trong nó có cái lẫy này, khi mà quá nhiệt là nó tự động nó sẽ bật các bạn ạ. Trong này nó sẽ có cái lẫy và tự động nó sẽ bật tắt các bạn ạ. Và vì thế là khi mà chúng ta nấu quá nhiệt như vậy á, mà chúng ta gài liên tục cái này, thì cái lò xo bên trong này nó đã cố tình nhảy rồi, mà cái này không nhảy được, thì nó cứ tiếp tục nấu các bạn ạ. Nó tiếp tục nấu, và cái bộ phận nấu này, một cái con điện trở, cặp điện trở này, này nó cứ đốt liên tục, nó cứ đốt liên tục, và sẽ đáy nồi rất là nóng. Và rất là nóng rồi thì chi tiết nguyên tắc rồi, khi mà nóng quá thì nó sẽ sinh ra cái sự biến dạng ha. Và bởi vì nguyên tắc về kim loại hay bất kỳ cái gì đi chăng nữa, khi mà nóng quá thì nó sẽ bị biến dạng, biến dạng để thỏa mãn cái gọi là cái nhiệt độ đó, và vì thế thì nó sẽ bị biến dạng và nó sẽ bị hư. Và khi hư thì nó sẽ chảy nhựa như này, chảy nhựa mà nó sẽ liên quan các cơ cấu khác và nó sẽ bị hư. Và như cái bếp này thì gần như chúng ta sẽ bị hư rồi, chúng ta sẽ phải bỏ rồi. Còn xung quanh cái vị trí nồi đây là một cái con điện trở các bạn này, nó có điện trở liên quan để giúp cho cái các cái công tắc thế này này, rồi các cái bộ phận nấu nó biết đường nó ngắt khi nào nữa. Ở đây y như là một con cái phần để hỗ trợ nữa. Rồi dưới này nó có một cái con cắm nhiệt, tại vì khi mà quá cao á thì nó con này biết và nó quá công suất rồi thì nó sẽ tự động ngắt để bảo vệ cái nồi cơm điện chúng ta ha. Thì bây giờ có những nồi cơm điện nó tân tiến hơn rồi thì nó có cái chế độ nấu hoặc là chế độ hâm nó khác nhau, và vì thế chúng ta sử dụng thì nó sẽ an toàn hơn một chút ha. Còn nếu chúng ta mà biết về kiến thức về công nghệ thì chúng ta sẽ biết cách về làm sao để bảo vệ cho nó an toàn. Như mình đã chia sẻ lúc đầu ha, đầu tiên nguyên nhân là đây ha. Khi mà các bạn hư á, thì các bạn nhiều lúc các bạn nối tắt cái này luôn và các bạn xài. Mình là người nối tắt và mình biết là mình sử dụng được, nhưng mà những ai mà không quen về rành công nghệ á, các bạn sẽ gài cái nút này, các bạn nấu liên tục. Thì đó là một trong những tiền đề nó dẫn tới cho cái nồi đấy nó bị nhanh hư nha các bạn. Đó là một trong những nguyên nhân ha. Còn nếu mà các bạn mà thực sự mà hay gài cái đó thì các bạn nên tốt nhất lắp cái con điện trở nhiệt ở đây. Thì lúc đó nó sẽ bảo vệ được an toàn. Khi mà nó nấu mà quá nhiệt như này thì chắc chắn là nó đã ngắt trước rồi các bạn ạ. Còn thực sự nồi cơm mà các bạn nấu mà các bạn gài liên tục như này, thực sự là nồi cơm thường nó nhanh hư hơn, bởi vì nó thiết kế cái nhiệt độ bao nhiêu đó nó phải nhảy rồi. Và nếu mà các bạn mà nấu thì đấy, nó nhảy xong lát các bạn bật lại thì nó sẽ ok hơn cho cái nồi cơm điện, và tuổi thọ nồi cơm điện nó sẽ được lâu hơn. Giống như các bạn mà giả sử mà chạy quá sức rồi mà các bạn ráng lên nữa thì nó sẽ dẫn tới các bạn sẽ bị kiệt sức và sẽ bị hạ gục các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, cuộn dây điện này nó bị dập luôn này. Đấy thì cái này có thể lấy ra, cắt ra cái được cái dây điện này này và lấy ra sử dụng ha, cái cuộn dây điện này tái sử dụng lại và sử dụng ha cho mục đích khác. Đó là một trong những cái mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được. Đấy là cái phần này, phần phía dưới này này. Còn cái phần vỏ này thì nếu mà ông nào mà sửa thì may ra họ giữ lại. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không, cái nồi nó nóng quá tới mức mà các bạn nhìn thấy các cái lẫy này nó bị chảy nhựa luôn, nó bị chảy nhựa luôn. Thì các bạn thấy là thực sự là chúng ta đã sơ suất khi chúng ta không biết nó như thế nào ha. Đây các bạn thấy không, nó bị chảy luôn các bạn. Và vì thế bên đây là ở xung quanh này, nó là bằng inox vì thế nó không có sao, nó vẫn còn ok ha. Còn các cái phần liên quan kim loại, bản chất nó quá nhiệt rồi, tại vì vị trí này không tiếp xúc trực tiếp với nhiệt. Còn vị trí này thì nó tiếp xúc trực tiếp và nó là đó là cái bộ phận cung cấp nhiệt để đi nấu lên phía trên, và vì thế nó không quá nhiệt thì nó chịu không được và nó sẽ bị hư như này các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó quá nhiệt tới mức mà nó chịu không được nổi nữa, và chi tiết này bắt buộc phải biến dạng để nó thỏa mãn cái điều kiện của nó. Nó là quá sức của nó thì nó phải biến dạng để nó thích ứng với cái điều kiện ban đầu, đó là cung cấp nhiệt độ quá cao ha. Và đó là một cái bài học cho các bạn ha. Và vì thế chúng ta khi sử dụng cái nồi cơm điện truyền thống thì chúng ta phải biết ha, để làm sao bảo vệ được cái nồi cơm điện chúng ta một cách an toàn nha các bạn. Rồi ok, video đến đây kết thúc ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình là Thành Sandy ha.